Đấy, nhờ anh em mang xe đi đánh bóng xong về cứ thấy ở trong các cái khe kẽ này nó có cái cặn trắng và nó cứng cứng thì anh em không biết đấy là cái gì, thì đấy là cái xi đánh bóng anh em nhá. Cái xe màu trắng này nó không lộ chứ xe màu đen nó rất là lộ, nhìn cái khe kẽ này đánh xong mà ai vệ sinh không kỹ ấy, nhìn trong khe này nhìn nó cứ trắng hết, dã hết trong này này, nó đóng cặn trong này. Đấy thì là một cái điều khi mà anh em đi đánh bóng anh em cần kiểm tra lại sau khi mà đã đánh bóng xong, đánh bóng đạt đạt hay chưa, đẹp hay chưa, và vệ sinh có sạch sẽ hay không. Đấy anh em phải kiểm tra những vấn đề đó nhá. Đấy, như anh em thấy xe này thì bên em vừa tiến hành đánh bóng xong và bây giờ đang tiến hành vệ sinh tất cả những cái khe kẽ như này này, những cái khe kẽ như này, cái xi đánh bóng ấy nó rơi xuống đây và nó sẽ bị đóng cặn lại. Nếu như anh em không vệ sinh sạch sẽ thì ngày mai nhìn cái khe này nó đóng trắng dã ở trong này luôn. Nhìn xe nhìn nhìn nó rất là buồn cười, nó chỉ đẹp cái mặt ngoài thôi. Còn cái khe kẽ này nhìn nó rất là xấu và nhìn nó không được sạch. Đó, thì là đây là một cái quy trình mà gần như là cuối cùng rồi để hoàn thiện đánh bóng một chiếc xe như bên em đang làm. Đó, anh em nào cần tư vấn cũng như là đánh bóng xe thì em mời qua bên em tham khảo trực tiếp cái quá trình ở bên em đang làm nhé.